Mì giao cắt sơn tây. Mì giao cắt. Cảm giác này, nó lại quay về rồi. Yên tâm mà ăn đi, người được trời định. Mì giao cắt này ngoài trơn trong dai, mềm mà không dính, càng nhai càng thơm. Ăn một bát lại muốn ăn thêm bát nữa. Hoàn toàn không thể dừng lại được. Hà đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp rồi nhỉ? Cứ gọi ta là trưởng quỹ Hà đi. Nghe thân thiết hơn, nhưng đúng là lâu rồi không gặp. Nhớ các người lắm. Trưởng quỹ Hà, lần này chúng tôi không vòng vo nữa. Quả thật có việc muốn bàn. Lý Thế Dân kể lại chuyện dân canh tác. Con lấy ra vài túi tiền, có thể nói là thành ý đầy đủ. Này lão Lý, không cần như vậy. Thực ra ta cũng muốn bàn với các vị về chuyện này. Đây là cái cày khúc viên mới cải tiến của ta. Có thể tăng hiệu suất cày ruộng lên rất nhiều. Hiện nay đất đai phần lớn là đất đóng băng. Cái cày nguyên bản dùng hai con trâu kéo cũng không cày nổi. Cái cày này cải tiến nhỏ như vậy, làm sao có thể cày được? Nghe thì không tin, thấy mới tin. Các ngươi theo ta ra đồng xem thì biết. Mọi người mang theo nghi ngờ và khó hiểu, đi theo Hà nhân ra cánh đồng bên ngoài trang trại. Sao? Sao lại nhẹ nhàng như vậy? Học vấn trong này lớn lắm. Cái gì lực học, cái gì lực tác dụng, nói cho người cũng không hiểu đâu. Dù sao cứ biết là tốt hơn cái cũ là được. Có cái cày khúc viên này, dân chúng thiên hạ không phải vất vả như vậy nữa. Trưởng quỹ Hà, việc kinh doanh cày khúc viên này chúng ta cùng làm. Ngươi chỉ cần cung cấp bản vẽ, ta phụ trách tìm thợ chế tạo. Lợi nhuận ngươi 8, ta 2, thế nào? Trưởng quỹ Hà, lòng dạ ngươi càng làm ăn càng đen tối rồi. Này, ta không phải không hài lòng, chỉ là gần đây hơi thiếu tiền. Cái cày khúc viên này ta không làm lâu dài đâu. Lão Lý, hay ngươi bao chọn gói đi. Thiếu tiền ư? Ta không tin. Trưởng quỹ Hà, chưa nói đến thu nhập hàng tháng của Thiên Nhiên Cư và Hà Gia Lạc. Mấy ngày trước ngươi còn nhận được tiền từ Độc Gia Thư Trị, ít nhất cũng phải 5-6 vạn quán chứ. Giờ ngươi nói thiếu tiền. Lão Lý, ta thật không lừa ngươi. Mấy ngày trước, ta nhất thời ngửa tay, bỏ ra một số tiền mua 3 phần của Tiền Hương Các. Ngay cả thức ăn cho mấy con lợn tuyết hóa các ngươi đặt trước cũng là ta tiết kiệm từ kẽ răng ra đấy. Tiền Hương Các còn là 3 phần. Tiền Hương Các là kỹ viện kiếm tiền nhất Trường An. Mỗi tháng nó nộp thuế thương mại gần bằng lợi nhuận của các kỹ viện khác rồi. Nên nói ta bây giờ thật sự rất thiếu tiền. Cái cây khúc viên này không làm lâu dài nữa. Thu tiền quá chậm, ta đợi không nổi. Chúng ta bàn về cái cây khúc viên này đi. Các ngươi muốn bỏ ra bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ Hà này, ngươi nói bao nhiêu tiền là hợp lý? Giá một lần 20 vạn quán. Cái cây khúc viên này các ngươi mua đứt. Sau này ta tuyệt đối không dựa vào nó để kiếm lời. Không được, quốc khố không thể lấy ra ngay nhiều tiền như vậy. Nhiều nhất 10 vạn quán, nhưng chẳng có thể lấy từ nội đường 2 vạn quán. Nếu có lãi, chẳng sẽ lấy một phần. Bệ hạ, ngài hiểu ta mà. Thần chỉ bỏ ra 1 vạn quán, như vậy vẫn còn thiếu 17 vạn quán. Bệ hạ, ngài hiểu ta mà. 4 vạn quán đã là cực hạn rồi. 5 vạn quán, không thể nhiều hơn nữa. Đây còn là tiền riêng khi ra ngoài đấy. Thế này mới tạm được. Tôi bệ hạ, thần biết có một người giàu có. Hãy để ông ta ra mắt. Vậy quốc công Lý Tĩnh, các người có biết chủ nhân đứng sau Tiền Hương Các là ai không? Chính là phu nhân của Lý Tĩnh, Trương Sở Trần đấy. Không trách khi quốc khố trống rỗng, Tiền Hương Các lại rộng rãi như vậy. Thì ra là do vợ chồng Lý Tĩnh. Đã như vậy, chẳng phải đích thân đến một chuyến, đừng để họ cảm thấy lạnh lòng. Quản sự hạ, chúng ta hãy đi gom tiền ngay. Quản sự hạ, để ta giới thiệu. Ông ấy họ Ngụy, cứ gọi là lão Ngụy là được. Còn người kia là phu nhân của ông ấy. Lão Ngụy từng giữ chức vụ trong quân đội. Quản sự hạ thật tinh mắt. Lão Ngụy từng làm việc trong quân đội những năm trước, nên nói năng và hành động hơi nghiêm túc. Xin đừng chấp nhất. Khách đến là quý, mọi người cứ tự nhiên. Rất nhanh, mọi người trò chuyện vui vẻ. Lý Thế Dân thấy không khí đang tốt, nên nói với vợ chồng Lý Tĩnh về chuyện Lê Khuất Nguyên. Đã lão Lý nói Lê Khuất Nguyên của quản sự hạ tốt, thì không cần giấu giếm nữa. Thần tin tưởng, thần sẽ góp 10 vạn quan để bù đắp phần Lê Khuất Nguyên bị trì hoãn. Vậy cứ quyết định như thế. Giả mộ xin cảm tạ phu nhân Ngụy. Tên hạ này chỉ là một viên huyện lệnh ngũ phẩm nhỏ nhoi, tuy miệng lưỡi trơn tru, nhưng con mắt lại rất tinh tường, khó trách được bệ hạ yêu mến. Quản sự hạ, ta thấy trong trang trại này còn có phòng rượu, chẳng lẽ còn tự nấu rượu nữa? Chỉ là tự nấu một ít theo công thức nhà để tiêu khiển thôi. Thiết thấy rượu trái cây ngài nấu thật ngon, tiếc là không đủ nồng, nếu không chắc chắn sẽ đạt giải nhất trong hội thưởng rượu. Rượu mạnh như tiểu đệ nấu rượu mạnh một hũ có thể đốt cháy đường. Nếu các vị không phải đến đây để bàn chuyện làm ăn, chắc chắn tôi sẽ mang ra. Còn có đại hội nữa sao?
Đúng vậy, mỗi năm vào tháng 4 đều có hội thưởng rượu. Và hội thưởng rượu cũng thường xuyên được tổ chức. Thiết nghe Lão Phương nói, quản sự Hạ không chỉ thông thạo việc buôn bán, mà tài nấu rượu cũng độc nhất vô nhị. Lúc đó có thể góp vui được đấy. Đa tạ phu nhân Ngụy chỉ điểm, nếu tôi thật sự nấu được loại rượu mới, nhất định sẽ gửi đến phủ để Lão Ngụy và phu nhân thưởng thức. Vậy cứ hẹn như thế nhé. Khi thời tiết ngày càng ấm áp, mùa cày cấy xuân cũng đến lúc bận rộn nhất. Lý Thế Dân nhanh chóng phổ biến Lê Khuất Nguyên ra khắp nơi, được dân chúng đồng lòng khen ngợi. Hạ nhân thì suy nghĩ cách cải tạo tiền hương các. Chủ nhân đã nói, chỉ cần là đề xuất của đại nhân hạ đều được chấp thuận, cần bao nhiêu tiền cứ đến lấy. Ác quỷ công ta chuẩn bị nhiều lời như vậy, chẳng lẽ sức hấp dẫn của tiểu đệ đã cao đến mức có thể khiến người ta thần phục từ xa rồi sao? Thật muốn gặp xem chủ nhân lớn là cao nhân phương nào, có tầm nhìn xa như vậy. Đại nhân hạ à, lầu rượu theo chế độ hội viên ngài nói thì tốt thật, nhưng còn các kỹ nữ hạng nhất và đầu bảng thì sao? Chẳng phải họ sẽ trở thành giống như các cô gái ở lầu khác, ai cũng có thể nhìn ngắm sao? Đừng quên, cô Liên cũng là đầu bảng của nhà ta. Ô yên tâm, chuyện này ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta có thể giảm số lần biểu diễn của họ, biến họ thành ngôi sao. Ngôi sao, ta nói xong, ngươi sẽ hiểu thôi. Hạ nhân không giải thích nhiều, mà nói với Lâm Nguyệt tăng giảm số lần biểu diễn của đầu bảng và kỹ nữ hạng nhất, thì hội viên và khách quý sẽ có đặc quyền phục vụ riêng, từ đó kích thích tiêu dùng ganh đua của khách hàng. Đúng là cách kiếm tiền tốt. Nhưng nếu đầu bảng và kỹ nữ hạng nhất không ra mặt, em rằng khó thu hút khách bình thường. Lâm Mam yên tâm, tiền hương các có danh tiếng đủ lớn, đã ăn sâu vào lòng khách hàng rồi. Nhưng ai đã đến tiền hương các đều có thể ra ngoài khoe khoang một phen. Nhưng chỉ dựa vào tiếng ảnh thôi thì chưa đủ, dù sao thời gian dài khách cũng sẽ chán. Chúng ta cần thêm một số thứ mới. Chặt xương thành miếng nhỏ, rửa sạch máu bằng nước nhiều lần, hành cắt khúc, gừng thái lát, bắc chảo lên bếp, phi thơm hành gừng, cho sườn vào xào đều đến khi vàng cạnh, thêm nước sốt bí mật của tôi, sau đó thêm nước ngập ngày mồng 2 tháng 3 sườn. Đậy nắp hầm nhỏ lửa 20 phút, mở nắp tăng lửa để rút nước, bày ra đĩa sườn tỏi xin mời thưởng thức. Xin mời dùng. Món sườn này sau khi được chế biến khéo léo, không chỉ giữ được hương vị nguyên bản của nguyên liệu, mà mùi thơm của tỏi và vị ngon của sườn hòa quyện hoàn hảo. Mỗi miếng đều tỏa ra hương thơm say đắm. Dù là bữa chính hay món ăn nhẹ, đều là lựa chọn tuyệt vời. Đây mới chỉ là món khai vị, còn một số công thức món chính tôi đã để trong này rồi. Nhưng thưa đại nhân, chỉ có đồ ăn thế này em là chưa đủ. Yên tâm, có ăn uống rồi, tất nhiên không thể thiếu giải trí. Sau đó hạ nhân nói với Lâm Nguyệt về ý tưởng phòng cờ bạc, đồng thời cũng bỏ tập tục để các cô gái tiếp khách ở tiền hương các, chuyển sang đào tạo nhân tài chơi cờ bạc cùng khách. Thưa đại nhân, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Cha yên tâm, lần này rượu nhà ta chắc chắn sẽ tỏa sáng tại hội rượu. Tốt, rượu hoa lê này có hương thơm nhẹ nhàng và miệng ngọt ngào, thanh mát. Linh Nhi vất vả rồi, nếu không có con, em rằng nghề rượu nhà Tần ta khó mà tiếp tục. Linh Nhi, trước Tết con vẫn thường nhắc đến quản sư Hạ ở tiệm tạp hóa phía Tây Thành, gần đây sao không liên lạc nữa? Giờ nhà có khó khăn, con gái đâu còn tâm trí nghĩ chuyện khác. Để nghĩ đến rồi đấy, nếu quản sự Hạ đó thật sự không tồi, để anh ta nhập phụ nhà ta cũng tốt. Cha đừng nói bậy. Lão gia, tiểu thư, chuyện chẳng lành rồi. Công thức rượu hoa lên nhà ta bị lộ mất rồi. Nhà vương cho ra một loại rượu giống hệt của ta. Sao lại thế này? Đây đúng là rượu hoa lê nhà ta thật. Chẳng lẽ Quách Kiến Thiên muốn hại thông gia ta? Cha, dù thế nào, con gái cũng sẽ đòi lại công bằng. Đồ dân đen to gan, ngươi tố cáo Vương Thiên Dương ăn cắp công thức rượu nhà ngươi, có bằng chứng gì? Thưa đại nhân, tiểu nữ nghiên cứu rượu nhiều tháng mới nấu được rượu hoa lê này. Hôm sau nhà họ Vương đã có rượu hoa lê, chắc chắn là thợ nấu rượu Quách Kiến nhà Tần tiết lộ công thức bị người nhà họ Vương cướp mất. Gọi nhân chứng Quách Kiến. Thưa đại nhân, tiểu nhân chưa từng lợi dụng lò rượu nhà họ Tần để trục lợi. Mấy ngày trước tiểu nhân thân thể bất ổn nên xin về nhà. Lúc đó chủ nhân chưa nấu được rượu hoa lê này, làm gì có công thức. Tôi thấy là người nhà họ Tần ăn cắp công thức của nhà họ Vương. Nếu không một con bé con gái làm sao biết nấu rượu? Đồ con danh khốn kiếp. Nhà họ Vương là hoàng tộc Thái Nguyên, một trong năm họ lớn. Cơ ngơi to lớn sao lại thèm muốn sườn nhỏ của ngươi? Giờ ngươi không những ăn cắp công thức của nhà họ Vương, mà còn vu oan giá họa. Người đâu, đánh cho ta 30 trượng, thêm phạt 5.000 quan tiền.
Đại nhân Chu, con bé con gái 30 trượng thì miễn đi. Chịu không nổi đâu. Mê mơ, đã nhà họ Vương không yêu cầu, bản quan sẽ tha cho ngươi lần này. Nhưng phạt tiền tăng lên 8.000 quan. Cho ngươi 3 ngày phải nộp đủ. Nếu không sẽ tịch thu tất cả lò rượu nhà họ Tần. Cô Linh Nhi không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy phải không? Không có tiền cũng không sao. Miễn là cô Linh Nhi chịu làm thiếp của tại hạ. Tại hạ bảo đảm nhà họ Tần bình an vô sự. Dù có chết tôi cũng không lấy người nhà họ Vương các người. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe cơ giáp và cày view, hộp donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.